Thì nếu như mà người ta viết sẵn ra là dưới dạng P kéo theo Q thì việc thiết lập mệnh đề liên hợp nó là đơn giản. Nên bây giờ trước hết là mình tóm tắt là mình giải thích, để sau đó mình nhớ được cái ký hiệu cho nó lâu. Như này, cái mệnh đề ban đầu của chúng ta đang là có dạng là P kéo theo Q. Đây là mệnh đề thuận. Đây là mệnh đề thuận. Thế thì mình sẽ suy ra cái mệnh đề đảo bằng cách là đảo theo nghĩa là thế nào? Theo nghĩa là mình đổi cái vị trí giữa P và Q với nhau. Thì là mình sẽ viết thành là Q kéo theo P. Được chưa nào? Mình được mệnh đề đảo. Thứ hai là mình suy sang được cái mệnh đề phản bằng cách nào? Phản đây mình sẽ lấy phủ định của từng phần một, tức là phủ định của P kéo theo phủ định của Q. Đừng nhầm giữa mệnh đề phản với mệnh đề phủ định. Phủ định của mệnh đề nó khác. Đừng nhầm cái này. Tiếp tục. Đây là mệnh đề phản. Tức là mình lấy phủ định của giả thiết xong rồi kéo theo phủ định của kết luận thì được mệnh đề phản. Thế mệnh đề phản đảo thì nó gồm hai chữ, nó vừa là phản mà nó vừa là đảo. Thứ nhất là nó phải phản và thứ hai nó phải đảo. Như vậy là cái vị trí là nhìn này, ban đầu này. Cái vị trí ban đầu chúng ta đang đây, đây, P đang đứng trước này, Q đang đứng sau này. Thế mà là đảo thì là hai thằng này nó sẽ đổi vị trí với nhau. Hai thằng này đổi vị trí với nhau. Thì nó sẽ ra được cái này. Đúng chưa? Thế còn phủ thì là gì? À là phản đất, phản này là gì? Nó để nguyên nhưng mà nó thêm phủ định. Thì đây, thêm phủ định của thằng này. Phủ định của đứng trước này, nó sẽ ra cái này. Phủ định của thằng đứng sau, nó sẽ ra cái này. Vào đây. Thế bây giờ, tiếp tục. Phản đảo. Phản đảo là nó vừa phản và nó vừa đảo. Phản thì phải thêm cái phủ định vào. Còn đảo là phải đổi vị trí. Như vậy, P đang đứng trước, Q đang đứng sau. Vậy thì đổi ngược lại. Đó là không Q kéo theo không P. Đúng chưa? Chốt lại là viết lại. Đó là viết lại là mệnh đề đang mệnh đề thuận của chúng ta đang là P kéo theo Q. Đúng không? Đang là mệnh đề thuận. Làm thế nào sang mệnh đề đảo? Q kéo theo P là mệnh đề đảo. Đúng chưa? Thế mệnh đề phủ, mệnh đề phản, mệnh đề phản, là như nào nào? Không P kéo theo không Q. Thế mệnh đề phản đảo, nó đã phản nó lại còn đảo. Không Q kéo theo không P. À, đấy là lý thuyết. Rất dễ nhớ. Rồi nha. Thế sau đó thì chúng ta bắt đầu đi làm thử bài tập. Cái bài tập mà nếu như mà đề bài nó viết chữ nếu và chữ thì cái việc chuyển nó rất là dễ. Nếu và thì chuyển rất là dễ. Nhưng còn nếu như nó có bài thì nó giấu chữ thì đi. Nó chỉ có chữ nếu thôi. Có bài nó giấu cả nếu, giấu cả thì đi à, thì mình là bắt đầu lúc đấy mới làm nhầm lẫn lung tung. Nhưng là cho đủ không vấn đề gì. Chúng ta xem nó sẽ qua cho biết như thế nào. Nếu số tự nhiên A có chữ số hàng đơn vị là 5 thì A chia hết cho 5. À, như vậy trong bài này nó có đủ cả nếu và thì. Nếu số tự nhiên A có chữ số hàng đơn vị là 5 thì A chia hết cho 5. Thì như vậy P ở đây chính là cái mệnh đề số tự nhiên A có chữ số hàng đơn vị bằng 5. Còn Q đây là mệnh đề số tự nhiên A chia hết cho 5. Đúng chưa? Thì cái câu đầu tiên nó có dạng là P kéo theo Q. Bây giờ mệnh đề đảo nó đảo ngược lại. Đảo ngược lại. Đảo ngược. À, nếu số tự nhiên A chia hết cho 5 thì A có số chữ số hàng đơn vị là 5.
Thì mệnh đề phản thì chúng ta hiểu phủ định từng phần một, phủ định của giả thiết trước, phủ định của kết luận sau. Như vậy mệnh đề phản là nếu số tự nhiên A ở đây nó đang là có số hàng đơn vị là 5, thì chúng ta sẽ nói là nếu số tự nhiên A không có chữ số hàng đơn vị là 5 thì ở trên là A chia cho 5, thì ở dưới này sẽ là A không chia cho 5. Được chưa? Còn mệnh đề phản đảo thì là nó đã đảo ngược lại, nó là mệnh đề đảo của mệnh đề phản. Mệnh đề phản đảo là đảo mệnh đề đảo của mệnh đề phản. Như vậy chúng ta đổi lại là nếu số tự nhiên A không chia hết cho 5 thì A không có chữ số hàng đơn vị là 5. Đấy, như vậy đây là một ví dụ mà người ta cho trong trường hợp là có đủ cả nếu và thì. Thế là hơi mệt. Những cái bài mà nó không cho đủ là mệt phết. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ là như sau. Viết các mệnh đề liên hợp của các mệnh đề sau. Thứ nhất, nếu bạn chú ý học tập môn logic thì bạn sẽ đạt điểm cao. Thế mình phải viết, mình viết ra như nào? Cái này nó có đủ cả nếu và thì. Có đủ cả nếu và thì, nếu bạn chú ý học tập môn logic. Như này. Cái câu gốc của nó là gì? Nếu bạn chú ý học môn logic thì chữ nó rất là xấu do viết trực tiếp vào màn hình. Nó không thật như là bình thường. Ô, tiếp là như nào nhỉ? Nếu bạn chú ý học môn logic thì bạn sẽ đạt điểm thấp. Sẽ đạt điểm cao. Thế bây giờ chúng ta cần phải chuyển sang mệnh đề, các mệnh đề liên hợp của nó. Thì đây là mệnh đề thuận. Chúng ta chuyển như thế nào thì sau chữ nếu chúng ta gạch chân, sau chữ thì chúng ta gạch chân. Nên bây giờ chúng ta chuyển sang mệnh đề đảo. Mệnh đề đảo quá dễ luôn, bởi vì chúng ta chỉ việc đổi chỗ của hai cái gạch chân cho nhau. Vì nhiều một số em là vừa chuyển câu và đồng thời phải xem câu đấy có lý hay không, cho nên là chúng ta đã bị trúng kế. Bởi có khi nó chiều xuôi của nó thì đúng, nhưng chiều ngược của nó chưa chắc đúng, nên là nghe nó cái câu nó cứ chướng. Chính vì nó nghe chướng như này, mình cố tình mình sửa lại để cho nó hợp lý. Và khi sửa lại để cho nó hợp lý, chúng ta đã đi từ con đường là đang hợp lý trở thành không hợp lý. Đấy, mình chết cái tội câu nó ngang, nghe đọc nó ngang, nó không đúng cái trình tự mà mình tự sửa lại là hỏng. Ở đây chúng ta đang học mệnh đề, mà mệnh đề nó có thể đúng có thể sai mà. Đấy, chúng ta trình bày mệnh đề đảo nó là gì. Mệnh đề đảo. Chúng ta đổi vị trí cho nhau này. Sau chữ nếu này. Chúng ta đổi hai cái cho nhau. Nếu bạn đạt điểm cao thì nghe nó có vô lý không? Làm gì có chuyện. Nhưng mà trong cái phần này nó là như thế. Nếu bạn đạt điểm cao, thêm chữ sẽ vào, đúng rồi. Nếu bạn sẽ đạt điểm cao, nghe nó rất vô lý nhá. Đạt điểm cao thì bạn chú ý bỏ qua cái chỗ mà suy luận là cái câu nó vô lý đi ra nhá, thì nó mới làm được. Còn nếu mà cứ bảo là nó phải có lý, trình bày nó phải có lý là chết luôn. Học môn logic, thế là xong được cái mệnh đề đảo. Được chưa nào? Tiếp tục. Bây giờ mình mệnh đề của chết rồi. Vừa nói xong bây giờ không nhớ là mệnh đề phổ hay mệnh đề phản. Đừng nhầm lẫn sang mệnh đề
phủ định. Mệnh đề phản, mệnh đề phản, mệnh đề phản thì vị trí của nó vẫn ở như thế, nhưng chúng ta là phủ định từng phần, phủ định từng phần một. Nào, châu câu nếu, chữ nếu này. Rồi, ở trên nó là bạn chú ý học môn logic. Bây giờ mình thay cái đoạn đấy thành cái phủ định của nó. Nếu bạn không chú ý học môn logic, đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, thế thôi, có gì. Nếu bạn không chú ý học môn logic, thế là xong là cái phủ định của cái P. Bây giờ đến chữ thì. Ở trên là bạn sẽ đạt điểm cao. Thế bây giờ bạn viết, có bạn có người viết là bạn sẽ đạt điểm thấp. Ủa chết rồi. Bạn sẽ đạt điểm thấp. Không phải. Cái phủ định của cao chưa chắc nó đã phải là thấp. Nó có thể là không cao. Không cao chứ chưa chắc là thấp. Không được. Nghe là gì? À, bạn thế cách sửa đơn giản là gì? Vừa nãy bảo là đạt, bây giờ bảo là không đạt. Học hồi lớp 10 rồi. Cái phần mệnh đề phủ định của mệnh đề đấy, cái vị ngữ của nó chúng ta chỉ việc đảo cái lại thôi, làm ngược lại thôi. Bạn sẽ không đạt điểm cao. Ô, không học, không chú ý thì lấy đâu ra được điểm cao? Sau này về con cháu nó hỏi bố mẹ ngày xưa học một logic như nào, trả lời sao? Đi mà hỏi thầy tao ấy. À, thế hay. Bạn sẽ không đạt điểm cao. Chấm một phát hết câu. Đấy là xong mệnh đề phản. Nhớ chưa? Thật dễ dàng. Ồ, nó dễ bởi vì sao? Bởi vì nó không khó. Tại sao nó không khó? Ở câu trả lời rất đơn giản là bởi vì nó dễ. Nhưng mà cái trong này ấy, là nó có cả nếu và thì, mình không nhầm. Này, cắt lại cái câu hỏi của nó. Cắt lại câu hỏi của nó. Cắt lại câu của nó đấy. Đây là mệnh đề gốc của chúng ta, đúng không? Bây giờ mình cần phải làm gì? Mình cần phải viết nốt, đó là mệnh đề phản đảo. Thì mình chỉ viết cái câu cuối cùng, mình đổi vị trí nhau thôi. Nào, bắt đầu. Nếu ok, đang phải viết là nhiệm vụ gì. Đây là mệnh đề phản đảo. Mệnh đề phản đảo. Mệnh đề phản đảo. Nào, nếu ở đây nó đang là bạn chú ý môn tuần, chú ý học môn logic, ở kia là bạn sẽ được đạt điểm được cao. Thế bây giờ nó phải đổi vị trí nhau là một, mà nó thêm phủ định là hai, đúng chưa? Như vậy là gì ạ? Nếu bạn sẽ không đạt điểm cao, đúng rồi, không đạt điểm cao thì bạn không chú ý học môn logic, chấm phát hết. Được chưa? Có vẻ chúng ta cười, chúng ta bảo ôi dễ này, có gì đâu, cái này là như môn văn. Tiếp tục, được chưa nào? Tiếp tục. Bây giờ cái câu thứ hai. Tôi thường xao xuyến mỗi khi tuyết rơi. Mỗi khi đứng trước một cái trời,
mà tuyết nó rơi bay bay làm chúng ta nhớ lại ngày xưa hai đôi ta bên nhau, chiếc ô xưa còn là bóng lá và tuyết nó rơi làm chúng ta nhớ lại người yêu cũ. Lúc đấy ta buồn miệng nói ra rằng và một đồng lệnh đồng quốc ra đối của đơn riêng của nhà em mình xem là cái câu này thì mình chuyển thành cái vấn đề ở của nó như thế nào. Xin mời biết đi, thầy không biết đâu, câu này nó đặt ra vấn đề nó rất là hay. Đọc câu này lên thì nó gợi cho chúng ta nhớ một thời quá khứ nào đó hơi nhựa buồn của quốc, nó nói đến cái rơi là được nhựa buồn. Xin mời tìm vấn đề liên hợp, tìm các vấn đề liên tiếp, các vấn đề liên hợp của vấn đề thì trên. Như vậy trong câu này không hề có chữ nào là chữ nếu và cũng chẳng có chữ nào là chữ thắng. Chúng ta nói như này là nó đang cuồng đấy, âm thanh của em đang được cuồng. Tôi thường sao xuyến khi biết rơi giống như cái bài mà Trần Ngọc Sơn hay hát lòng sao xuyến khổ khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau. Tôi quyền thường sao xuyến khi biết rơi, cái bệnh đẹp như hợp của nó là gì? Có bạn chuyển thành bệnh đại đảo là như sau, anh em đúng nhá. Câu gốc của người ta là tôi thường sao xuyến khi tuyết rơi, thì bạn bảo là bệnh đại đảo là khi tuyết rơi tôi thường sao xuyến. Đúng cái này. Thế là suy luận của bạn ấy là chuyển cơ học, tức là chuyển cái khi tuyết rơi ở đằng sau đưa nó vào đằng trước, khi tuyết rơi tôi thường sao xuyến. Thì chúng ta đã bê cả cái từ theo về đằng trước, khi tuyết rơi tôi thường sao xuyến, câu này vẫn như câu cũ đấy, sao đây không được. Mệnh đề đảo của nó phải là gì nhỉ? Tuyết rơi khi tôi thường sao xuyến đấy, nghe nó rất vô lý. Cái trước khi để quên, hai là biến đổi vị trí nhau, tuyết rơi khi tôi thường sao xuyến, đó chính là mệnh đề đảo. Rồi mệnh đề phản là gì ạ? Tôi không thường sao xuyến, tôi thường không sao xuyến, tôi không thường sao xuyến khi tuyết không rơi. Đúng rồi, các bạn đấy, nhắc đến kỷ niệm buồn phát làm chuẩn luôn. Cứ thực tế hôm nay là phải người ta không làm được mình kêu, người ta dạy cũng kỹ, dạy rất là kỹ luôn đấy. Tiếp tục, mệnh đề thứ ba là mệnh đề phản đảo. Tuyết không rơi khi tôi không thường sao xuyến. Trời hay quá, không khéo vài hôm nữa chuyển thành nhà văn hết trước giờ. Đúng rồi, mình học cái này cũng được nhỉ. Đấy, cái bài kiểm tra một số 1 thì người ta hay ra lời phần này mà chúng ta không làm được, mất một điểm chuyện. Ví dụ ta hỏi như này, thế nào là mệnh đề liên hợp của một mệnh đề chồng? Viết mệnh đề liên hợp của mệnh đề sau đây. Thế là mình thế nào là liên hợp của mệnh đề liên hợp của mệnh đề phản chấm? Viết mệnh khác mệnh đề liên hợp của mệnh đề sau đây, người ta đưa ra một mệnh đề sau đó chúng ta nhé. Đúng không? Thông thường các bạn này không sai, tôi đã sai hai cách.